Mobi. Vào ngay đi chơi gì? AFK Mobi. Bao game chất lượng chơi ngay không phải nghỉ. AFK Mobi. Theo thông tin FK Mobi có được, thì tựa game đấu tướng rảnh tay màn hình dọc mang tên Cuộc Chiến Sinh Tồn sẽ được nhà phát hành Chi Game cho ra mắt tại thị trường Việt Nam trong tháng 5 năm 2023 này. Tham gia vào game Cuộc Chiến Sinh Tồn, bạn sẽ cần tập hợp một đội ngũ gồm các thợ săn zombie mạnh mẽ để đứng lên chiến đấu chống lại binh đoàn quái vật khát máu và khôi phục lại nền văn minh loài người đã biến mất sau đợt hậu tận thế diễn ra vào năm 3003. Trò chơi chọn cho mình phong cách game idol kết hợp đấu tướng chiến thuật, vốn đang được ưa chuộng ở nền tảng smartphone, làm điểm nhấn khai thác gameplay. Với lối chơi chính xoay quanh việc xây dựng căn cứ và bảo vệ khu trại tập kết khơi bày lũ zombie lẫn những người sống sót thù địch khác, thì lúc này game thủ có thể offline trong một thời gian dài mà các hoạt động trong game vẫn diễn ra bình thường, giúp dễ dàng thu về nhiều tài nguyên và chiến lợi phẩm hữu ích mà không mấy tốn sức. Về mặt hình ảnh, Cuộc Chiến Sinh Tồn Mobile sở hữu đồ họa 2D đẹp mắt, các nhân vật được thiết kế theo cách comic phương Tây độc đáo, thậm chí sự sặc sỡ trong phần ngoại hình lẫn hiệu ứng skill của các tướng còn được thể hiện rõ nét với cảnh quan môi trường hoang tàn và đổ nát. Từ đó tạo nên hiệu ứng thị giác cực kỳ ấn tượng cho người chơi chiêm ngưỡng và phần nào lột tả được thế giới sau tận thế là trông như thế nào. Được biết ở phiên bản hiện tại, khi cho phép bạn chiêu mộ và lựa chọn ra 5 người tinh anh nhất để lập ra một tổ đội săn zombie cử phách. Bù lại mỗi người họ sẽ mang đến hệ phái và năng lực tác chiến đóng vai trò tương khắc lẫn nhau nhằm thử thách sự sáng tạo trong việc phối trộn trận hình lẫn định hướng phát triển tướng nơi người chơi. Chỉ độc quyền ở AFK Mobi, kho mini game tuyệt vời hoàn mỹ, nơi mọi người vui cười không sầu bi. Qua tới thế cao, cho nhiều quá đi, vậy còn chờ chi? Chỉ ngay đi.